À, thưa các bạn, em quay ít đồ nha. Sáng này em đi bãi á, giới thiệu tới các bác một số cái món hàng á. Thì một số bác hỏi là tại sao không có giá. Cái này là hàng bên bãi các bác, nó đa dạng lắm nha, không phải cái nào em cũng biết giá nha. Cho nên nói chung mà mấy bác thật sự cần thì hỏi lại em, thì em hỏi lại bên bãi thôi, chứ đâu phải cái nào cũng biết giá được. Ok, một số cái em vừa thanh lý vừa bán nha. Đầu tiên cái bộ bánh xe nè, thì các bác gắn cho những cái tủ nhỏ nhỏ á nha. Cái này hàng Nhật nha, hàng Nhật, hàng bãi, hàng kho á. Nói chung một cái tủ tầm 5-70 kg thoải mái nha các bác, chạy êm nha. Bán 50k một bộ, 4 bánh nha, không bao ship. Ok, sẵn đây thì một số khách hỏi cái nguồn ấy. Thì nhân tiện em làm chung một cái clip này luôn nha. Ở đây thì cái kho của em nè, thì em báo giá được. Còn bên bãi thì một số cái nha, một số cái em biết, số cái không. Với lại đang bên bãi thì cũng đông người lắm, cũng bất tiện khi báo giá nè. Ok, nguồn 24V 3A nha. Cái này 180 nha các bạn. Nguồn lambda, nguồn lambda thì ngon rồi nha, 180 bán rẻ. Chứ các bác lên Shopee mua 24V 3A thì tầm 250-300, nhưng mà không bằng. Nguồn 28V 2.5A nha, có 28V nè, Made in Japan, 28V 2.5A nha. Điện vào 220, 28V nè. Cái này 200 nha, cũng hơi lạ lạ ha, hàng còn rất là mới luôn á. 28V 2.5A nha. Cái này 24V 6.5A, 200k cũng được nha. Lúc nãy bán 250 thì có bác bảo đắt, 200k thì em lãi, cái này lãi 50k. Nói chung bán chơi, bán cho có các bác, bán kèm theo nha, chứ mấy cái này bán để giàu thì không giàu được đó. Ok, thank you. Ok, giống cái nãy nha, Sam 4V 6.5A cũng 200 nha. Nhân chuyến đi bãi thì mình lấy cho các bác luôn nha, chứ lời lỗ chẳng bao nhiêu. Cái nguồn men well các bác, em thì em xài nguồn lâu rồi, nguồn nguồn men well rồi, xài ngon nha. Hàng China nhưng mà hàng là hàng tháo trong cái tủ CNC ra đó. Các bác biết có một cái bãi á, đa phần bãi nào cũng có nguồn này cả, tại vì hàng về các bác tủ với nguồn nó lung tung nha, họ sẽ dọn ra đó, họ sẽ tháo từ tủ ra bán thì cũng cân ký thôi, nhưng mà mình cân ký về mình tính 200 thì mình lãi được vài chục nha, 50k. Nói chung nhân chuyến đi thì bán kèm theo cho nó có nha. Một số cái khách bảo không chạy hư á, em vẫn bù giờ cái khác cho các bác, bù miễn phí 100% nha, 200k. Cái này mình đang xài, mình tháo ra nha, mình thay lên. Cái này nguồn Omron Japan, à Korea chứ, 24V 6.5A nha. Cái này mình dùng để test test hàng á, nhưng mà 6.5 thì nó hơi ít, một số cái động cơ lớn á nó cần cái dòng test cao á. Cho nên em tháo ra, em thay lên cái 15A. Cái này cũng 200, hàng này thì 220 nha, đắt hơn cái này 20k. 24V 6.5A nha, 200k luôn nha, giá không bao ship nha, ship luôn thì tầm 20-30k các bác. Cái này 12 24 nè, 12 cũng có, 24 cũng có rồi nha, 3.7A Manuel xài ngon. Cái này cũng 200 nha, không bao ship. Còn cái này 5V 30A các bác, 5V 30A nha, 5V 30A. Cái này 180k nha,
180k hàng còn ngon, dây thì còn rất là ngon. Cái dây 30A nó khác cái dây 6A các bác. Bác nhìn nè, dây 6.5A nha, còn dây 30A này nhìn khủng thật đó, to đùng. Cho nên một phần á, nhìn công suất á, các bác nhìn qua dây thì cũng biết nha, nhiều khi đi mình biết nó quen. Ok, em đi từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới nha, đi vòng 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 một đống này phải soạn ra em làm clip em bán cho các bác. Nhiều, còn nhiều đồ linh tinh nhiều lắm luôn. Hôm qua em đăng clip thì cũng bán được một cái em bắt cái này rồi nha, cái có chìa khóa đề nè, off on đề nha, các bác đề cái là nói đấy, đề cái buông ra thì nó nhả ra nha, đề cũng là starter nha, đấy on nha. Bên trong còn nguyên zin hết các bác, công tắc gạt, công tắc đồ đầy đủ hết nha, chứ không phải là không còn xài được nha. Đấy, cái này về mình chịu khó mình vệ sinh, mình mở ra mình đấu dây trên cái IC xe điện ấy, và cái bộ mà hiển thị tốc độ ấy hầu như nó có đủ chức năng hết nha. Đấy, còi kiết các kiểu ha, hàng Nhật, cái thép nó còn xanh ấy, còn xanh lè, nó rất là dày nặng. Cái này các bác lên xe 4 bánh thì chạy ngon nha, bền bỉ. Thay vì mình mua cái của Trung Quốc nó rất là mỏng, nó không có cứng, nó cái này không rơ nha, còn ngon. Nó chỉ thiếu cái nắp chụp này thôi. Ở đây cũng còn một cái nha, đây cũng cái y chang như vậy, nhưng mà nó mất chìa khóa nha, mất chìa khóa. Cái này em thanh lý là 650 á, gần như là không lãi nha các bác. Hôm em bỏ lên xe hơi chở một chục cái này về ai cũng cười cả, mà thật lấy về hối hận ghê. Bán mãi còn hai cái, nặng lắm, gói một lần là còng lưng á, gói đau lưng á. Một số cái sạc vô 750W, cái này vẫn chạy ngon nha. Đấy, bán nào lên xe điện xe gì áp nó cũng thấp lắm, không cao, chạy ngon. Mấy cái 750W này thì rất là nặng to, mình bán 550k nha, 550k. Bao ship. Còn cái này cũng 550k nha, 200W brushless, hộp số 110, cũng 550k. Còn mấy cái block á, mình bán rẻ lại nha, cái nhỏ thì 250k, cái to thì 350k nha, bán giá thu vốn. Còn cái này 100k nha, cái này mình bán rất là nhiều, còn đúng vài cái 100k. 224V, cái này chế cho những chiếc xe hơi mà không có hộc gió, hộc gió phía sau 7 chỗ. Mấy cái hộp số này hôm qua đăng là cũng có khách mua hộp số này nọ, quạt này hôm qua em thanh lý cũng còn một ít nha, cũng còn vài đơn em cũng bán sơ hết. Còn động cơ này thì em đang bán rất là nhiều nha, cứ 20k một cái, 20k một cái nha, bán cho hết. Khi bác nào đặt 10 cái á, thì em sẽ xem xét cái to cái bé nha. À, như cái này nè, cái này em mua là 35k nha các bác. Nhưng mà khách nào mua 10 cái á, thì em cũng xen kẽ cái to cái bé nha. À, chứ không phải là em không bỏ hàng ngon cho các bác. Mấy cụm này thì 100k một cụm các bác. Gồm một động cơ hộp số nhông hành tinh á, mấy tầng lận nhưng nó rất là khỏe nha, cốt ra 10 ly, chạy ESC qua 3 dây UVW 20W. Trên đây hôm qua cũng đang cũng bán khá là nhiều, giá 5k cái nha, bằng giá em mua bãi về. À, 5k cái, mấy cái này bán rất là chậm, 5k đơn mấy bác mua dùm từ 100k nha. Nhiều bác bảo lấy 2-3 cái thì không bán được.
tại vì không tự nhiên mà nó đến tay các bác nha. Em ngồi em gói các kiểu rồi, nói chung các bác nào hiểu giùm nha. À, còn một số cái 24V nha, hoặc 220V nha. Cái này cứ 200k một vỉ như vậy nha, 200k một vỉ, không bao ship. Điện 220. Mấy cái này là tháo cái tủ á, mấy tủ CNC á, mấy cái tủ quạt công nghiệp á. Mấy cái 24V này thì rẻ hơn nha. 24V thì một cặp như vậy là 180k. Không bao ship nha các bác. Ship thì chẳng bao nhiêu. Để ra để biết mà bán. Một số cái động cơ Blycam nha. Cái này ngày xưa bán giá cao lắm luôn. Cái thời mà mình còn bán Shopee á, nhưng mà cái shop Shopee mình bị khóa rồi. Cái này mình thanh lý lại 100k một cái nha. Lúc mà thời còn bán Shopee là 165 nha. Bây giờ giá vẫn còn như vậy nha. Một số shop khác bán 165 nha. Chạy 12V qua ESC 12V. Tua ra cao tầm 4-5 nghìn. Rất là tiết khỏe. 100k. Block. Đây một đống quạt. Em cứ lựa nha. Cứ lựa cho mấy bác. Cái to cái bé lộn xộn. Mấy cái quạt bé bé của Nidec nha. Cái này cứ 10k cái, 10k một cái. Cấp nguồn chạy nha, có sơ đồ đấu dây. Không cần phải chạy 12-24, tối đa 24V. À. Cái này thì các bác dùng cho cái công việc tương ứng nha. Cái này không biết nó qua cái gì. Hình như qua cái bộ chỉnh áp trên mấy cái biến áp tự động á. Một cụm như vậy 50k nha. Rẻ hơn thì không bán được. Đó. Về chạy ESC 12V, 24V. Động cơ này động cơ cốt 8 ly nha. Ngày xưa em cũng tháo cái này thay cốt 8 để chế quạt. Giá bán rẻ như cho. Ừ, hôm qua ở cái hình này nè. Có một bác bảo bán cho cái IC màu đen. IC nào màu đen nhỉ? Cái cục này em cũng vừa gói thêm một đơn các bác. À, gói thêm một đơn to đùng. Hộp số 1,1 triệu. Cái này 1,10 nha. 1,10. Mấy cái hộp số size 60 này thì cho mấy con 2-3kW nha các bác nha. 2-3kW, 5kW nha. Khả năng mấy cái động cơ của Mỹ em hết hàng nha. Rất là nhiều khách đặt. Cái này nha, khả năng em hết hàng nha, không nhận đơn mới nha. 400k một cái, không bao ship, tua cao, tua 2800 nha, hàng của Mỹ, xài 115V. Có cái tụ dầu sẵn nha, đang còn mấy đơn, để trả đơn xong thì mình sẽ báo nha. Còn cái này cốt một chiều, cốt dài nha, nó cũng tương tự như cái này. Cái này điện 220 nha, một pha 30W. Nó có 3 tốc độ. Con này tua cao nè. Nó 3 tốc độ nha. Cái nào cần thì em đấu tua 2 nha. Tua 2 là tua cao nhất. Low nè, medium nè, high nè, dây com nha. Đấu một cái tụ.
Cái này lúc trước bán nhiều, còn một cái. À đây còn hai cái. Hộp số camo. Cút vào 14, cút ra 2, cút ra 10, 20. Tỷ lệ 1 20. Camo hộp số chính xác. Cái này ông nội bán 550k nha. Giá này không giảm thêm nha các bác. Không có lãi nha. Bình thường bán 650. Cánh tay robot. Cái này cái khớp thứ tư. Nó xoay giống như cái cổ tay nè. Xoay 360 độ được nha. Này để rảnh rảnh lôi ra em test chơi cho vui. Cái gần đây á, rất là nhiều khách hỏi cái 12V các bác. Hỏi cái 12V. Công suất khoảng 500W để chế động cơ kéo máy nén khí á. Sắp tới mình về 12V thì không có nha, về 24V. 500W 3000 vòng. Hàng của Germany. Khoảng 6kg một cái. Giá bán 1 triệu ngoài. Chắc chắn 1 triệu ngoài. Trên sàn Shopee là 1 triệu 2 mấy chục. Nhưng mà hàng Trung Quốc. Khách nào mà chế về thì mình sẽ giới thiệu nha. Khách nào mà chế máy nén khí hay chạy 24 á. Một số cái xe tải, xe gì nó chạy 24 nha. Thì là rất là ngon. Ok, nay mai mình sẽ thanh lý. À cái này nè. 250k nha. 250k. Cái 300W này cũng 250k nha. Đó. Cái này 200W, 300W cũng 250k nha. Yakawa. Thanh lý đồ. Đây cái Fuji. Cái Fuji này cũng cái này như 400W lận nha. Nhưng mà cũng bán 250k nha. Có một cái thắng. Fuji 400W có thắng nha. Cái thắng bán nào không xài thì mở ra nha. Cái thắng không thì giá trị thắng thì cũng đã 100 ngoài nha. Một số bộ làm máy 40 ha. Bộ này 450k nha, không bao ship. Cái này còn một cái giảm tốc 100V 25W có thắng từ hộp số 1/120. Cái này ra khoảng 20 vòng thôi nha. Giá là 450k, đấu luôn cái tụ về chạy điện 110. Cái này trước Tết mình cũng bán nhiều. Còn sót một cái tua cao. Tua cái này á danh định là 60V các bác nha. Tua 4350, nhưng mà trên kênh của em test á ở 60V nó đạt khoảng 5500-6000 nha. Lâu rồi khách nào có xem á. Made in Germany. Dòng tối đa 7.7A nha. Lực kéo khỏe. Hàng Germany. Cái này áp thấp 60V nha. Con này thì giá 550k nha. 60V 6636 khoảng 400W nha. 60V nhân 7.7 khoảng 400W nha. 400W tua 6000 của Germany. Thân ngắn nhỏ gọn. Có một cái thắng. 550k nha. Còn bác nào thêm trọn bộ á, thì tầm rơi vào khoảng 1.150, 1.2. Về cấp nguồn 12-24V chạy nha. Trọn bộ thì em sẽ làm thêm một cái mạch tăng áp 1200W.
gấp 3 lần công suất của cái này nha. Cái này thì em còn thêm đây một cái nữa, hai cái Panasonic. Panasonic điện 100V, hàng nghĩa địa. Hàng này chuẩn nghĩa địa nha. Matsushita 100V. Cụm này em bán 150k nha. Giờ bán thu vốn, giảm tốc. Hàng Japan 150k là không bao gì nha các bác. Về các bác tự đấu tụ này nọ nha. Còn đấu tụ bên em luôn mà bỏ công bỏ sức đấu tụ thì giá tầm 300k nha. Để như vậy gói thì 150k không bao ship. Còn một con BS sạc vô rất là ngon. Con này trước Tết mình test rồi mà mãi quên. Một hộp số 90 độ. Này của gì nhỉ? Hình như của Mỹ. Radio vào 14, ra 14. Hộp số vuông góc. Cái này bán 400k. 1 phần 10 hay sao? Ok, lâu lên một số đồ cho các bác xem nha.